khi đường phố lên đèn, những cô gái phấn son lè loẹt, ăn mặc khiêu gợi bắt đầu tràn về những khu phố đèn đỏ tại Sài Thành. Nơi đây, hàng đêm diễn ra cảnh ngã giá mua bán dâm công khai, sôi nổi như ngoài chợ. Nổi lên là khu vực cầu Đen 2 đường Trần Lãm quận 2 và đoạn qua cầu Hang Trong đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp, được nhiều người biết đến như một chợ tình công khai. Bắt tín hiệu được của khách làng chơi, gái bán dâm lập tức tiếp cận. Ngay sau đó, cuộc ngã giá diễn ra chóng váng, cô gái trẻ leo lên xe khách vụt vào bóng đêm để tìm bãi đáp. Khu vực cầu Đen luôn được xem là căn cứ hoạt động khá rầm rộ. Tại đây, gái bán dâm có nhiều lứa tuổi, có những cô gái tuổi đời còn khá trẻ, nhưng cũng có những người thuộc hạng quá đát nhưng vẫn lao ra đường gạ bán dâm. Đi đứa nào chị cho. Những lúc vắng khách, gái bán dâm tụ năm tụ bảy ở lề đường thì phèo đứa thuốc. Thỉnh thoảng, vài người đàn ông đã ngà ngà hơi men, dừng lại bên đường ngã giá, rồi cả hai leo lên xe vút đi. Bãi đáp của những lần mây mưa này là những khách sạn nằm sâu trong hẻm. Gái mại dâm và những khách sạn này được xem như là mối làm ăn thân thiết nên giá cả thuê phòng cũng chỉ từ 40 đến 70 nghìn đồng một giờ. Một điểm tập kết gái bán dâm khác nằm trên đường Phan Văn Trị. Khi vừa qua cầu Hang Trong khoảng vài mét, xuất hiện nhiều cô gái đứng ở hai bên đường với trang phục hết sức mát mẻ. Họ liên tục phát ra các tín hiệu mời chào khách. Giá cả mua bán dâm cũng được ngã giá rất cụ thể, dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thậm chí có gái bán dâm còn sẵn sàng tiếp hai khách một lần, giá của lần tiếp khách này là 1 triệu đồng. Quá trình thâm nhập tìm hiểu, khu vực gái mại dâm hoạt động đều có nhiều đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, chăn dắt và bảo kê. Tất cả gái bán dâm đều phải tuân thủ những quy định ngầm nơi đây. Đối với khách mua dâm, chỉ cần có biểu hiện bất thường sẽ lập tức bị nhóm côn đồ xông đến hành hung. Thậm chí không ít khách làng chơi đã phải ăn quả đắng khi bị gái bán dâm đưa vào trong. Sau khi ngã giá thành công, gái bán dâm sẽ dẫn khách vào phòng khách sạn đã chuẩn bị từ trước. Với những lời dụ dỗ ngon ngọt, khách làng chơi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bên ngoài, gái bán dâm sẽ ung dung lấy sạch tài sản của khách rồi tẩu thoát. Không ít trường hợp rơi vào cảnh tương tự nhưng không dám đến công an trình báo thì sẽ ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Nhiều điểm gái bán dâm còn cố tình không khóa cửa phòng để trong lúc mây mưa sẽ tạo cơ hội cho đồng bọn đột vào lấy trộm tài sản của khách. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc truy quét mại dâm nhưng cũng như kiểu bắt cóc bỏ đĩa, tệ nạn này bị triệt phá nơi này thì nơi khác lại nở rộ.